Hai ngày qua, cộng đồng mạng chưa hết xôn xao trước thông tin rạn nứt tình cảm giữa Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm. Nữ ca sĩ này cũng đã hủy theo dõi tài khoản anh. Đến nay, nam em Lãnh Thanh cũng có dấu hiệu toang khi cô hủy kết bạn với nam diễn viên. Nam em rạn nứt với Lãnh Thanh. Cách đây vài giờ, khán giả lo lắng khi thấy người đẹp Tiền Giang liên tục đăng đàn những điều không vui, nhắc đến những việc không đúng thời điểm. Ngay lúc này, một chi tiết nổi bật khi tài khoản của nam em đã không còn thấy sự xuất hiện của Lãnh Thanh nữa. Điều đó càng chứng minh về việc giữa cô và anh gặp vấn đề. Không dừng lại, trong đoạn hội thoại giữa nam em, nam anh còn nhắc đến câu chuyện thất tình trong thời gian này. Hàng loạt nghi vấn củng cố cho mối quan hệ giữa Hoa Khôi và nam diễn viên đang rạn nứt. Công khai tình tứ chẳng bao lâu thì đã gặp phải nhiều điều không hay. Nam em nhắc về trà xanh. Không chỉ Sơn Tùng mà ngay cả Lãnh Thanh cũng bị nghi ngờ đang vướng phải một cô gái trà xanh nào đó khi bạn gái anh úp mở điều này trên story. Cụ thể, nam em khẳng định Thái Bình thích uống trà xanh và cho hay, nhân quả sẽ đến sớm thôi, trà đào cam xã. Đi kèm là bức ảnh con hươu ngơ ngác lại có hai chiếc sừng trên đầu. Trước đó, nam em còn đăng tải bức ảnh của riêng mình với dòng chú thích đúng sai, đợi thời gian trả lời, việc của tôi bây giờ là tìm lại chính mình. Sau đó, cô còn liên tục tự bình luận dưới bài đăng của mình. Ai làm gì thì làm, việc của Mỹ là yêu đời, yêu fan. Mọi người nói tôi không thay đổi, cuối cùng mọi người cũng chẳng hề tin tôi. Tôi thật sự rất thất vọng về mọi người đi kiếm người khác làm fan đi, đã không tin thì đừng cố ở lại. Thái Bình thích uống trà xanh, vân vân. Trùng hợp là Thái Bình cũng chính là quê của Lãnh Thanh, người bạn trai mà nam em mới công khai hẹn hò cách đây không lâu. Đáng chú ý, chị gái của nam em là Nam Anh cũng để lại bình luận ngầm khẳng định cả hai chị em đều đang thất tình. Nam em còn thẳng tay hủy bạn bè với Lãnh Thanh trước khi đăng đàn về việc này. Về phía Lãnh Thanh, nam diễn viên chỉ đăng trạng thái Thái Bình ơi, Thái Bình, nhưng cũng nhận được rất nhiều bình luận động viên, khuyên nhủ của bạn bè và người hâm mộ. Hiện tại mọi thứ chỉ dừng lại ở nghi vấn theo hướng nam em chia sẻ. Người trong cuộc vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về việc họ rạn nứt, có trà xanh. Nhưng ai cũng mong rằng sẽ không có thêm những cuộc tình kết thúc buồn và Hoa Khôi cần phải xoa dịu tổn thương hơn phải tiếp tục đối diện với các mảnh vỡ. Nếu ai theo dõi người đẹp sẽ thấy cô mệt mỏi, ảnh hưởng tâm lý, có vấn đề sức khỏe, mọi thứ xoay quanh chỉ tình. Ban đầu, cô mê mệt Trường Giang dù biết anh là người đã có bạn gái. Kế theo đó, hàng loạt scandal một thời gian dài và đến nay thỉnh thoảng vẫn bị nhắc lại. Sau đó, nam em thừa nhận mình rung động với các đồng nghiệp như Kiều Minh Tuấn, Thuận Nguyễn, Sơn Tùng MTP, v.v. Ngoài Lãnh Thanh thì cô bị anh từ chối tỏ tình, sau đó người đẹp vẫn chủ động hôn bạn cùng chơi game show Be Max đến 3 lần.